cái gì đó mà nghe nghe. Dạ dạ, mẹ Duyên, nói nghe rồi. Làm cho cô đeo lướt lướt, mẹ đụng tay vô cái lờ cho tấm này nè. Làm gì thế gớm vậy? Đau. Nó bắt hình lên cổ họng rồi răng cỏ gì tùm lum hết trơn. Chứ xì chắc thấy gớm với chậm hơn hình thấy gớm chậm luôn mấy cái hình thấy ghê cái hầm răng nữa trời ơi mày đừng có vô mày chỉ nhớ cái lòi ra hiểu không còn nhiều cái nữa lòi ra nó hình thấy ghê nó cười vậy đó. Bó tài. Rồi kết thúc nha các bạn ơi. Cái đầu tiên hỏi không rõ. Để con tự tay ra một tấm hình nó ghê vậy đó. Cái con tự tay